cái tàu cá đây. Sơn Sơn còi đấy, Sơn còn điện thoại của nó đấy. Điện cho nó. Ủa, xuống đấy, đến nơi rồi. Nước xanh đấy, nước xanh luôn. Đấy. Điện cho nó bảo nó làm đấy. Làm đấy, đấy đang là vừa. Nước như địa Trung Hải. Sơn như địa Trung Hải. Bảo làm món cá gì đấy. Đấy là cá chép à? Tự nhiên không, cá trong có nhiều. Trong nó lắm. Cá tự nhiên đâu có ông mẹ. Chú nói về chém mơ mà. Cá tự nhiên nó câu không được không. Không, nếu mà ở đấy nó chỉ cá cái loại cá thùng dầu chứ thì nó bắt nhiều. Còn ở đấy là mình ở đây bây giờ cá mà gọi là cá Hồ Tây nó nổi tiếng là cá thiểu ấy. Cá đấy là ở đây là to bằng có con 2 cân. Nói chung là cứ tự nhiên hay không mổ bỏ ra bụng ra biết ngay. Đến đấy xem. Có cái gì đâu. Nó làm nhanh mà. Cá nấu thì nhanh. Nước hoặc là chua canh chua gì đấy. Có cái đảo dừa, cái đảo được anh em đấy ra cái đảo đấy, đấy. Chỗ đi cùng đi ông gì chỗ Sơn đấy đúng không? Chúng ta ăn 6 cây thì xong rồi mẹ. 6 cây lướt thì nhanh. Đợt này là nó có cây cối nó không bị đẹp nhỉ, thời tiết này đẹp. Đấy, nắng đấy rồi nhưng mà vẫn mát mát, không oi như mùa hè. Mùa này nó sang mùa ấy rồi, mùa thu. Cái này nó... Cái thằng này... Có cái gì đâu, anh... Quả đấy nó gấp chữ V thế này. Quả đấy phải giảm tốc độ. Giảm tốc độ. Tốc độ. Phải gấp chữ V quả. Không, để phải thử, test đi. Không, thử thì không test anh. Trồng cành bốn vó mình đừng test, mình không chơi bạch tầm này chơi chỉ trồng bốn vó sao nó cân bằng điện tử anh tầm này không chơi chuyện bạch được. Điểm đam vấn đề gì đi từ từ để yêu cung đường đẹp mà cho đẹp, anh Quang anh xuống anh check in. Đi loanh quanh đến có phải đi ăn đâu. Thì nữa đổ xuống mấy ông ấy chả đứng. Ăn xong thì say mẹ lại ngủ. Cái chỗ này là đi nữa phải check in. Anh bảo hôm nay anh đi thử xe này. Về vợ con nhìn thấy bố mẹ đi cảnh đẹp thế. Bố đâu về giấu chứ để khoe này nó bảo mẹ bố mẹ cứ ở công trình mà thế nào này vẫn có cái ảnh đẹp này. Trời nhìn xuống con này nhá, nó không phải đi để mình biết được là bánh trước của nó bao giờ rít xuống đường ấy, nó bị rồi. nó bị vặn mà nó không rít, nó bị vặn do cái đít sao nó lắc. Cái đoạn trồng cây chuối ở cua cua mà được anh em mình chụp dọc cả cái thung này đẹp lắm. Đâu nhỉ, gần đến đây này thành thưa đỗ lại chụp đi Huy đi rồi đứng ở bên đấy nhìn cho nó cái cảnh chỗ nào đẹp đứng lại chụp. Anh em chụp ít thì qua mất là đẹp. Chưa đến. Lúc đi này tầm trưa thì nó đang đẹp này, chứ còn đúng về có khi lại mây rồi nó lại... Chưa đến đúng không? Thiếu phải đi tầm trưa thì mình nhìn được. Trên này thưa dân nhỉ? Bên này là lòng hồ anh, một bên là núi, bên lòng hồ nên là không có người ở. Khoảng là người đi rất ít. Đây này, quả chuối này. Đây. Biết rồi. Đúng cái chỗ này là anh em xử lý đây. Đúng cái vòm này. Nhìn anh nếu mà không đi không thể nào anh nhìn được cái cảnh mà hùng vĩ này. Đấy anh đứng anh chụp để check in thấy là rừng núi này. Anh Sơn lia mặt này. Hơi ngược sáng. Ui đi chứ đi. Bài đi phơi ngay. Đấy phía là vị cô Miu.